Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19:45 thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. 4 tháng đầu năm, Ninh Thuận giải ngân hơn 574,6 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến kênh Tấn Tài Năm và kênh Đông Nam. Đẩy nhanh tiến độ dự án khu công nghiệp Du Long. Ông Cha Ma Lé Ninh học bác tinh thần vì cuộc sống cộng đồng và một số nội dung đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tính đến hết tháng 4 năm 2022, Ninh Thuận đã giải ngân hơn 574,6 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 23,1% kế hoạch, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận là 2.485,08 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do Thủ tướng Chính phủ giao 2.465,28 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận giao thêm gần 20 tỷ đồng. Để công tác giải ngân kế hoạch vốn đạt cao nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Trong đó, các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn đơn vị thi công có năng lực, kinh nghiệm. Bên cạnh đó, các sở ngành địa phương có kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân vùng dự án. Qua đó, đến hết tháng 4 năm 2022, Ninh Thuận đã giải ngân 574 tỷ 652 triệu đồng vốn đầu tư công, đạt 23,1% kế hoạch, gồm vốn trong nước hơn 515 tỷ đồng, đạt 33,1% kế hoạch, vốn nước ngoài hơn 59 tỷ đồng, đạt 6,4% kế hoạch. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, các sở ngành địa phương, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đang tập trung cao độ và triển khai các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, với mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022. Khu công nghiệp Du Long là một khu công nghiệp lớn, kỳ vọng sau khi đưa vào khai thác sẽ tạo công ăn việc làm, tạo nguồn thu cho ngân sách, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, gần 14 năm qua, khu công nghiệp Du Long vẫn chưa hình thành, lãng phí tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Sau nhiều năm dậm chân tại chỗ, hiện nay chủ đầu tư dự án đang tập trung triển khai với quyết tâm hoàn thành theo tiến độ và lộ trình cam kết, ghi nhận của phóng viên thời sự. Bên trong khu công nghiệp Du Long, hàng trăm trang thiết bị máy móc, nhân lực đang thi công 3 ca liên tục. Các nhà thầu cũng áp dụng nhiều công nghệ mới nhằm rút ngắn thời gian thi công. Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 3.000 mét khối ngày đêm, một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án, cũng đang ở trong những công đoạn cuối cùng. Để đẩy nhanh tiến độ, bên cạnh việc hoàn thiện phần xây dựng, đơn vị thi công cũng tập trung vận chuyển, tập kết thiết bị để chuẩn bị tiến hành lắp ráp. Công nghệ được sử dụng được nhập từ nước ngoài và được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay. Đối với các khu công nghiệp hiện nay, thì cái vấn đề quan tâm nhất hiện nay đó chính là cái vấn đề xử lý nước thải. Thì cái công nghệ mà chúng tôi đưa vào đây chính là công nghệ tân tiến nhất của Việt Nam hiện nay. Đó, thì sau khi mà nguồn nước được xử lý thì sẽ đảm bảo cái tiêu chuẩn. Chúng tôi đang tập trung các vật tư thiết bị để dự kiến thời gian hoàn thành cả phần lắp đặt thiết bị và phần công nghệ sẽ là khoảng vào trong tháng 6. Câu chuyện triển khai dự án ở khu công nghiệp Du Long từng được nhắc đến nhiều do nhiều năm không triển khai. Một khu công nghiệp được xem là động lực cho sự phát triển của vùng cửa ngõ phía Bắc của tỉnh một thời gian dài phải dậm chân tại chỗ, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Gần 2 năm trở lại đây, sau khi được chuyển giao, chủ đầu tư mới này đã có nhiều động thái để quyết tâm triển khai dự án. Theo báo cáo, tiến độ giai đoạn 1 hiện đã đạt hơn 90%. Là toàn bộ khu vực này cũng đã được tiến hành san lấp và tạo dựng mặt bằng để chuẩn sẵn sàng cho thuê. Các đơn vị thi công cũng đã gần như hoàn thành được 90% đối với các hạng mục thi công và đang trong giai đoạn là từ đây tới khoảng 30 tháng 6 là sẽ bắt đầu về cái giai đoạn là hoàn thiện mặt bằng và tạo cảnh quan và tiến tới là sẽ triển khai tiếp các hạng mục thi công tiếp theo cho cái giai đoạn tiếp theo để tiến hành xúc tiến đầu tư trong cái quý 2 và quý 3 này. Trên quan điểm đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án,
Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ cương quyết thu hồi nếu dự án không hoàn thành theo lộ trình đã cam kết. Đây là quan điểm được lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đưa ra tại nhiều buổi làm việc và kiểm tra tiến độ dự án này. Đi qua cái khu công nghiệp này, chúng ta mới có cảm giác nếu mà ở đây có những cái nhà máy, có những cái công ty mà mọc lên thì giải quyết công ăn việc làm, đóng góp cho tỉnh biết bao nhiêu, ta để lãng phí bao nhiêu năm nay. Phải có cam kết của nhà đầu tư, mà cam kết này là cam kết về cái kế hoạch những công việc cụ thể. Đến 30 tháng 6 thì làm được cái gì, sau 30 tháng 6 thì phải tiếp tục làm cái gì. Trước mắt là có 30 tháng 6 và đồng thời nếu được thì gửi luôn cái sau 30 tháng 6 để làm cơ sở, để ít bữa nữa rồi các cái ngành chuyên môn tham mưu cho tỉnh là kéo dài thêm. Và đây cũng là những cái cam kết mà gì, các cái ngành khác, ví dụ như điện nước, làm cơ sở để người ta lên cái kế hoạch đầu tư. Còn hơn một tháng nữa, dự án sẽ được đánh giá về tiến độ triển khai. Với quyết tâm cao, chủ đầu tư tự tin hoàn thành, thậm chí sẽ hoàn thành giai đoạn 1 trước thời hạn cam kết 30 tháng 6. Một tín hiệu vui khác cũng đến khi nhà đầu tư thứ cấp nước ngoài đầu tiên đã chọn khu công nghiệp này làm nơi xây dựng nhà máy. Những tín hiệu khởi sắc đang mở ra cơ hội để hình thành khu công nghiệp Vũ Long, qua đó tạo điểm nhấn và diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, tuyến kênh Tán Tài Nam là đoạn cuối kênh Ông Cố, một trong những tuyến kênh thoát nước chính của thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Tuy nhiên, do bị bồi lắng, ô nhiễm rác thải nên nước thường bị ứ động trong mùa nắng và mùa mưa lại gây ngập cục bộ cho khu dân cư dọc hai bên tuyến mương. Trước thực trạng trên, Ban Xây dựng Năng lực và Quản lý các dự án ODA ngành nước đã cải tạo mở rộng tuyến kênh Tán Tài Nam và xây mới tuyến kênh Đông Nam nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng, ô nhiễm. Hiện nay dự án đang được triển khai gấp rút để hoàn thành vào cuối năm nay. Tuyến kênh Tấn Tài 5 đoạn chạy qua khu phố 6 phường Tấn Tài. Cái kênh này á thì nó ô nhiễm lắm. Nó nước nó đọng lại á, nó không có thoát được, mà người dân cứ xả rác xuống á, cho nên nước nó rất là hôi. Nhiều khi muỗi rất là nhiều. Khi dự án này về thì ban quản lý dự án mà yêu cầu người dân người ta mà nói chung là bàn giao mặt bằng để triển khai dự án là người dân rất là đồng tình. Kênh Tấn Tài 5 sẽ được mở rộng từ 1,4m lên 4,7m và đào sâu 4,3m để thu nước mưa, tránh ngập úng, và mặt kênh sẽ được bê tông trở thành đường dân sinh. Đầu tuyến kênh sẽ đấu nối vào kênh Đông Nam dẫn sang kênh Chà Là. Dự án còn thiết kế một hệ thống ống chạy song song tuyến kênh để thu gom nước thải đưa về nhà máy xử lý. Khi hoàn thành, sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm, ngập úng kênh Tấn Tài Nam. Chính quyền địa phương và các tổ dân phố, các nhà dân ở quanh khu vực cũng hết lòng ủng hộ nhà thầu thi công. Và vấn đề là mọi cái vật tư nhỏ thì có thể gửi qua đêm, các nhà thầu gửi qua đêm nhà dân này và họ sẽ là giúp đỡ rất là nhiều. Tuyến kênh Tấn Tài nằm trong nội đô, các tuyến đường rất nhỏ hẹp. Việc đưa các loại phương tiện máy móc vào thi công gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của người dân cho mượn tạm mặt bằng, thông đường đã giúp đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Hiện nay các nhà thầu đang tổ chức 5 mũi thi công để đảm bảo hoàn thành công trình vào cuối năm nay. Yêu cầu nhà thầu là phải hỗ trợ là làm ngày làm đêm cho kịp tiến độ. Với cái tốc độ thi công như hiện nay thì hiện tại giờ nhà thầu đang tổ chức 5 mũi thi công thì cũng có thể đảm bảo được cái tiến độ đề ra, nhưng mà đang cũng mong sự giúp đỡ của các ban ngành và các ban liên quan hỗ trợ dùng về mặt bằng, về tất cả các cái việc thì nhà thầu đảm bảo được. Hiện nay, việc thi công cải tạo kênh Tấn Tài Nam và kênh Đông Nam gần đạt 30% khối lượng. Quan điểm hạng mục nào có thể thi công thì triển khai thực hiện ngay, không chờ đợi mặt bằng để thi công tổng thể đang được các đơn vị thi công áp dụng. Tuy nhiên, ban quản lý dự án và đơn vị thi công cần chính quyền địa phương và các ngành liên quan hỗ trợ đẩy nhanh việc di dời lưới điện, hạ tầng viễn thông, bàn giao mặt bằng để công trình đảm bảo tiến độ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.
Trong hai ngày 21 và 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà máy điện gió Lợi Hải 2 ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 19 ở xã Phước Minh, huyện Thuận Nam và trạm biến áp 110 kV Tháp Chàm. Theo đó, tình huống giả định được đưa ra là xảy ra cháy tại khu vực máy biến áp do chập điện gây cháy, nổ hệ thống. Khi phát hiện đám cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng cắt điện, báo động và tổ chức thoát nạn, cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy, di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn, sử dụng bình chữa cháy, vòi nước chữa cháy để khống chế đám cháy. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã khẩn trương xuất 2 xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cứu người mắc kẹt trong đám cháy, di chuyển tài sản, đồng thời triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan. Qua thực tập phương án phòng cháy chữa cháy là dịp để lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở cũng như cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thêm kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng, thao tác phòng cháy chữa cháy trong tình huống cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện thông tư 15 năm 2022 của Bộ Công an, sáng nay Công an các xã trên địa bàn tỉnh chính thức triển khai việc tiếp nhận và làm thủ tục đăng ký cấp biển số mô tô xe máy cho người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Qua công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương, sáng nay tại trụ sở Công an xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, một số người dân đã đến để làm thủ tục đăng ký cấp biển số mô tô xe gắn máy. Sau khi hoàn thành các thủ tục khai báo, nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xe, chủ xe được cán bộ công an xã cấp và giao biển số, cùng giấy hẹn lấy giấy chứng nhận đăng ký xe. Lần thứ ba tôi mua chiếc xe, hai lần trước là tôi mua nên về làm Ninh Phước, quan điểm Ninh Phước thì rất là đông và chờ hơi chậm chút. Thì hôm nay là ở được nhà nước đưa hỗ trợ về cho người dân ở địa phương tại xã luôn và cấp biển số tại công an xã luôn. Thì nó thuận lợi cho người dân là đi tới lui nó rất là nhanh. Trong buổi sáng đầu tiên thực hiện thông tư 15 của Bộ Công an xã Phước Hậu đã cấp biển số cho 12 phương tiện mô tô, xe máy cho người dân địa phương. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên thời gian làm thủ tục đăng ký cấp biển số cho mỗi phương tiện chỉ từ 5 đến 10 phút. Công an xã đã tham mưu cho lãnh đạo huyện, đảng ủy chính quyền địa phương về trang cấp và chuẩn bị cái vấn đề về địa điểm và cũng như phương tiện công cụ cần thiết để phục vụ cấp biển số xe nhân dân. Cái thứ hai là cũng được là tập huấn về cái cấp biển số xe. Và thứ ba là tuyên truyền nhân dân về cái cấp biển số xe được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cho đến ngày 21 tháng 5 22 thì Phước Hậu tiến hành cấp biển số xe cho người dân. Và vấn đề này được người dân là rất là quan tâm và đồng tình ủng hộ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh có 27 xã đủ điều kiện được phân quyền cho Công an xã cấp biển số xe mô tô, xe máy, kể cả xe máy điện. Trong ngày đầu tiên, hai xã trên địa bàn tỉnh được chọn làm thí điểm là xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước và xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải. Trong sáng nay, đã có 13 phương tiện mô tô, xe máy làm thủ tục cấp biển số xe. Cái chủ trương triển khai cấp đăng ký xe về mô tô, xe máy và xe máy điện về công an cấp xã, chúng tôi thấy là hết sức là thuận lợi và hợp lý, giúp cho người dân và trực tiếp là người chủ phương tiện tại địa phương đến nơi đăng ký xe ở cấp xã là hết sức thuận lợi. Đồng thời cũng giảm được áp lực cho cán bộ chiến sĩ tại đăng ký xe tại công an huyện. Từ ngày 23 tháng 5 năm 2022, công an các xã còn lại sẽ đồng loạt triển khai thủ tục đăng ký cấp biển số mô tô, xe máy cho người dân thường trú tại địa phương. Với những xã chưa đủ điều kiện, người dân có nhu cầu đăng ký cấp biển số xe đến trụ sở công an huyện để làm thủ tục. Việc phân quyền cho công an xã làm thủ tục cấp biển số mô tô, xe máy nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí cho người dân. Lễ cầu đảo hay còn gọi cầu mưa là nghi lễ đặc biệt trong chuỗi lễ đầu năm của làng Chăm Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc. Đây là nghi lễ gắn liền với nghề nông, cầu mưa đưa nước về đồng ruộng, giúp bà con thuận lợi trong sản xuất. Vào ngày này, đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn khắp nơi hội tụ về thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải để dâng cúng lễ vật lên các vị thần, ông bà tổ tiên, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Từ sáng sớm ngày 1 tháng 1 Chăm lịch, bà Lai Thị Tâm ở thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc cùng chị em con cháu trong họ
mang lễ vật đến miếu bà ở thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải để dâng lên các vị thần tổ tiên đã có công đắp đập chặn dòng dẫn nước ngọt về để bà con sản xuất nông nghiệp. Năm dịp năm mới cô chồng mang là mình đi vô cúng kính xin lộc làm ăn, ông bà phụ hộ cho con học hành cho nó tốt trong xóm trong làng nữa cho nó đẹp đẽ. Không chỉ hàng ngàn người Chăm trong tỉnh bày mâm cúng mà bà con người Chăm ở nhiều tỉnh thành cũng về khu vực Hòn Đỏ để tham gia lễ cầu đảo. Năm mới là to lắm, cúng gà, cúng ở trái cây, một cặp gà là vô xin làm ăn cho mấy đứa con đi học đại hành, cho mạnh khỏe, cho mau mắn, cho mấy đứa con làm ăn đi ruộng làm ruộng có lúa. Mở đầu buổi lễ, các thầy cúng và bà bóng đi từ biển lên miếu thờ. Người múa đội khăn đỏ cầm quạt với điệu múa nhịp nhàng uyển chuyển. Sau đó là nghi thức tắm tượng và thay y trang. Lễ hội cầu đảo là một nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Chăm. Từ bao đời nay, lễ hội được lưu giữ với ý nghĩa cầu mong sức khỏe, cuộc sống an lành, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Đây là bà chú Ngọc, đây là bà công ơn của bà, dưỡng dục con cháu cho đến ngày hôm nay là con báo tôn đây được, đó là cái vinh hạnh của con cháu. Cái lễ này là lễ truyền thống từ khai thiên lập địa cho tới đến ngày hôm nay. Nên bà con người con cháu toàn bộ là theo cơ đạo mẫu của bà thì coi như đây là cái báo hiếu báo ân, cầu cho mưa thuận cho hòa, cầu cho an khang thịnh vượng cho khắp miền. Lễ cầu đảo trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tâm linh của đồng bào Chăm Ninh Thuận. Với những giá trị văn hóa độc đáo của lễ cầu đảo và các nghi lễ đầu năm của đồng bào Chăm Bỉnh Nghĩa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận tập quán xã hội và tín ngưỡng, trong đó có lễ cầu đảo là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là cơ hội để đồng bào Chăm Bỉnh Nghĩa tiếp tục giữ gìn, phát huy, tôn tạo và quảng bá bản sắc văn hóa đến du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, giản dị, gần gũi và luôn chia sẻ giúp đỡ mọi người là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân khi nhắc đến ông Chăm Mai Lé Ninh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Kiền Kiền 2, xã Lê Hải, huyện Thuận Bắc. Học tập và làm theo Bác gần 40 năm qua, ông Chăm Mai Lé Ninh không chỉ vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, nhiệt tình với công tác xã hội mà còn giúp đỡ nhiều bà con trong sản xuất và đời sống hàng ngày. Chiếc máy xay xát gạo này đã đồng hành cùng ông cha Mai Lé Ninh từ năm 1994. Này đã ở tuổi lục tuần, nhưng ông Ninh vẫn hăng say lao động. Dù làm việc trong môi trường bụi bặm nặng nhọc, nhưng ông vẫn không nề hà sớm trưa. Đặc biệt, tận dụng hệ thống điện mặt trời của gia đình, ông xay lúa cho bà con với chi phí thấp. Những người mà khó khăn hoặc là người mà không hiểu biết là chú là chỉ có dù là dù mình nói thôi là nuôi heo hay là làm nông gì đó, hay mà điều khi không có thì chú cho mượn đôi bò, cho mượn chiếc xe bò đi làm ăn. Tận dụng lượng cám nhận được từ xay xát gạo cho bà con, ông cha Mai Lé Ninh trồng chuối, rau muống, đầu tư chuồng trại nuôi heo đen để bán giống. Cách làm này đã giúp ông Ninh thu về từ 70 đến 90 triệu đồng tiền bán heo giống mỗi năm. Kinh tế gia đình từ đó ngày càng khấm khá. Từ kinh nghiệm của mình, ông đã phối hợp với hội nông dân xã thành lập chi hội nghề nghiệp nuôi heo đen Thuận Bắc theo chuỗi giá trị với 17 hội viên. Các thành viên tham gia trong chi hội đều được ông hướng dẫn kỹ thuật nuôi heo đen, kết hợp trồng cây ăn trái trong đất vườn của gia đình. Giờ đây, kinh tế của các thành viên đều phát triển, có thu nhập ổn định từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Như heo đỏ cho nên đỏ chạy vậy đó. Chạy kêu đi dài tiền da đỏ vậy đó. Xong rồi mình nuôi heo, mua heo, mua đồ, rồi mình bán ra có tiền, rồi mình trả nợ vậy đó. Dù tuổi đã cao, bận rộn với nhiều công việc, nhưng ông Ninh luôn sắp xếp thời gian hợp lý để làm tốt nhiệm vụ trưởng ban công tác mặt trận thôn Kiền Kiền 2. Khi địa phương phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2015, ông là người đi đầu trong thôn, đưa gia súc ra khỏi khu dân cư và vận động bà con cùng làm theo. Mình làm sao coi như là thứ nhất là gia đình là phải phát triển, nhà ai cũng có nhà ở, nhà ai cũng có cơm ăn, áo mặc, mình tự phấn đấu lên. Chú tham gia các cái mô hình sản xuất nông nghiệp của hội nông dân, chú ở tại địa phương thì cũng rất là được bà con đồng tình, là tín nhiệm.
Với nỗ lực vượt khó trong lao động sản xuất và hết lòng với việc làng, việc xã, ông Cha Mê Lé Ninh được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao và được bà con ở địa phương tin yêu, quý mến. Chương trình thời sự buổi 19:45 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.